Rồi bây giờ giới thiệu trước là cái người mà hay liên lạc ha. Dạ. Phong. Dạ. Phó ban tổ chức. Dạ, cảm ơn Phong. Một người nữa là Hà. Dạ. Đó. Dạ. Hà có gặp rồi rồi. Ở đây là Nguyễn Linh. Nguyễn Linh là ban technique á. Rồi bây giờ bắt đầu ha. Đây là thầy Hạnh Viên, là thầy Quỳnh của Thanh Nghiêm. Dạ, không biết tiếng Việt. Thầy không biết tiếng Việt, cũng là đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Hạnh. Rồi kế bên á, là mình có trường, là trưởng ban ẩm thực. Dạ. Cảm ơn. Vậy là con bảo đảm con không bị đói. Rồi, em chào trường. Rồi, bây giờ kế đến á, là Thiện Dũng, là nếu là về security. Dạ. Yeah. À, an ninh. Dạ. Yeah. Nếu có chuyện gì thì đây là trưởng ban. Dạ, con thấy cái tướng của ảnh rồi con không biết rồi. Kế bên là cô Quỳnh Mai, là người tiếp bán vé, người trưởng ban về khâu vé. Dạ. Rồi, Phu Quân, à, cô này cũng thủ quỹ luôn. Dạ. Phu Quân của cô Quỳnh Mai. Dạ. Khôi. Dạ. Mai Khôi. À, dạ. Rồi vậy thì rồi tiền bán vé tiền mà còn hay mất để cho đại tặng kinh là do cô này ở nhà. Nhưng mà bán không hết mà sao À quên nữa, kế bên là cô Mai Lan. Dạ. Mỹ Lan là phu nhân của chú Anh Linh. Dạ. Cũng như em. Rồi. Ông này là Kim Xanh, là thị vệ của Kim Xanh. Ồ oh, wow, tuyệt vời. Cảm ơn. Cô này cô Thi, Đình Thi cũng là ca sĩ Đình Thi. Quen Thi mà. Đó, là trưởng ban Tiếp Tân. Thầy Tiếp Tân thì có những người đẹp vậy đó. Đây là Phu Quân. Đó, nằm trong ban thủ quỹ luôn. Giữ tiền giữ bạc giùm cho Thanh Nghiêm. Dạ. Đó rồi, coi em cảm ơn các bạn. Rồi còn bây giờ là giới thiệu là giới thiệu là ở đây là cái tịch thiền thất của Thanh Nghiêm của cô đó, thành thiền thất Tịnh Hạnh. Dạ, đáng lẽ lấy tên... phải lại phật dạ đúng Tịnh Hạnh. Tịnh Hạnh. Dạ. Lấy cái tên của sư phụ đặt cái thiền thất. Dạ. Dạ. Dạ, con cũng rất là may mắn con có thể được sư bà con đặt cái chữ Hạnh, con là chân Hạnh ở vậy hả. Dạ. Cho nên là con không biết là từ duyên kiếp nào, chắc con cũng nhiều đời chỉ biết con là đệ tử của sư ông. Chân Hạnh. Dạ. Thầy là Hạnh Viên. Dạ. 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 Viên là viên mãn đó. Dạ, viên mãn. Ừ. Đó. Dạ. Thì ở bên này đó là bên Thanh Nghiêm thờ tổ. Dạ. Cái bên kia Thanh Nghiêm thờ tổ. Cộng cái bộ đại tạng kinh đó, cô thấy không? Dạ, dạ. Con thấy rồi. Dạ. Thôi chứ quay qua bên kia, tại vì bên kia đồ mình chuẩn bị. Dạ, quay phía trên thôi ạ. Quay phía trên được ha hả? Dạ. Cho nên là có tiếng mà không có miếng. Dạ. Cho nên là bây giờ thì con cảm ơn sư cô, cảm ơn thank you master
Hạnh Viên, sư phụ. Thank you Master Hạnh Viên. Cảm ơn sư cô. Cảm ơn tất cả quý ban tổ chức đã cho một cái sự tiếp đón rất là nồng hậu đối với Ngọc Huyền, và chuẩn bị là tiếp đón cả đoàn Huỳnh Long vào ngày 1 tháng 6 này đó. Máy bay Singapore, và chúng ta chuẩn bị cho cái show diễn rất là trọng đại, là cũng từ năm 1998 cho tới bây giờ thì chưa có một cái đoàn nào chính thức từ Việt Nam sang diễn nguyên một vở cả nương. Tính ra thì cũng phải là từ 98 là hơn 30 mấy năm rồi. Cảm ơn 28 giờ hả? 30 mấy năm chứ sao không mọi mình mới cái 2023. 23. 89. À 89. 89. Em nói đúng từ năm 89. Đoàn 284 xong rồi tới đoàn cũng là 284 mà năm 1989 đem cái sân khấu về khuya đến giờ là ba mấy năm rồi. Ba mươi bốn năm. Dạ, quá lâu rồi thì mới có một cái đoàn cả đương mình đã diễn một vở chính thức ở thành Paris. Cái ý nghĩa đầu tiên của sư cô là tính là một hai vị qua để mà đáp ơn khán giả Paris, đặc biệt là các Phật tử, để về cái bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương tuồng cổ, cũng như cái ý nghĩa mà để gây quỹ in Đại Tạng Kinh, mà không biết cái hữu duyên nào tính tới tính lui đó, thì thôi để mà đáp tình tri ân của khán giả và đặc biệt là những người Phật tử thì mới có nguyên một cái vở cải lương như vậy. Cả một vở cải lương thì rất là công phu và rất là tốn nhiều công sức, mà đặc biệt thì Ngọc Huyền phải trân trọng cảm ơn là từ ban tổ chức từ bên Pháp, bởi vì nếu không có ban tổ chức bên Pháp thì có lẽ đoàn của Việt Nam khó qua đây biểu diễn được. Thì có lòng, có sức, nhưng mà không có cái sự giúp sức điều kiện từ tinh thần vật chất cho tới cái khâu tổ chức, thì có lẽ là đoàn cải lương Quỳnh Long không có có cái cơ hội may mắn như chúng ta sắp sửa được công diễn tới khán giả. Cho nên là Ngọc Huyền nói là khui sâm banh ăn mừng, mà tính là khui sâm banh ăn mừng là Ngọc Huyền đãi, và cuối cùng là quý vị đãi tiếp đó Ngọc Huyền như vậy. Và Ngọc Huyền thay mặt đoàn Quỳnh Long xin chân thành cảm ơn, và mong rằng được sự gia hộ của Phật, mong rằng được sự gia hộ của tổ nghiệp sân khấu cải lương, cũng như là sự gia hộ của tất cả quý vị ban tổ chức show diễn gây quỹ in Đại Tạng Kinh, đặc biệt với trọn vở cải lương giáo sư Nguyễn Nhân, vào cái ngày 3 tháng 6 và Paris nắng hè vào cái ngày 4 tháng 6 thành công rực rỡ ạ. Xin chân thành cảm ơn. Dạ. Và bây giờ mời nhà Phong khui đi. Nhớ tên từ từ nha. Dạ, có trên Facebook không ạ? Quên nữa, tại vì cô với thầy không có uống rượu được, cho nên sâm banh là sâm banh chai. Tức là không có rượu. Bỏ mạnh lên lần nữa nha. Bỏ mạnh lên nha. Wow. Yeah. 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 Mình hy vọng chị này trong ha. Dạ, dạ. Dạ, mình rót rượu. Dạ, mời cả nhà. Dạ, mình rót rượu đây để em rót cho. Dạ, cái nào để cho thầy cô uống được. Cái nào cũng được. Đây tụi con mời cô. Dạ. Dạ. Cô Mai là cái cúng chỗ. Dạ cô Mai. Dạ. Dạ rồi. Con mời cô Mai. Dạ. Rồi còn những nhà lớp con cũng mời không biết chị là cô Phượng. Mời cô Phượng rồi. Dạ thôi rồi mấy anh chị em ta thì trẻ trẻ ngang nhau lớn nhau, các bạn tự biết tự diễn. Dạ tự biết tự diễn.
chị ngồi đi hả? Không, được rồi, chị đứng rồi, rồi không sao. Dạ. Dạ, được rồi, đứng, 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 được rồi. Anh quay lên phần tâm. Hôm bữa con chị mới được. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ, cái gì đó trao giải thưởng gì đó không? Hà Nam hả? Ồ, nó được trao giải thưởng cho nhà đó. Dạ, nó được trao giải thưởng đó. Dạ. Tháng ngày 4 tháng 6 này là nó đi Ryan kia bị gì nó sẽ được nhận thưởng trong trường đó. Mấy đứa khác thì học giỏi, em không có lo, Huyền không có phải lo gì đó. Có lẽ con nhà Phật có bầu đứa nào cũng tụng cho gì Phật có ý thức con nhà Phật lắm. Uống ly trời ơi, mừng chứ. Không chứ, cái này đâu có rượu đâu. Cái này được giả. Cho nên là cô và thầy uống được. Cái này của chị rồi. Có ai chưa có nhận dụng? Rồi chúc mừng nha. Rồi chúc ly cho mừng cả nha. Chúc mừng cho nha. Nhưng mà Việt Nam cái yêu cầu khán giả cũng cực kỳ cao. Dạ, cực kỳ cao lắm ạ. Thì vé đã là, vé VIP đã là 2 triệu rưỡi cho Giang Sơn Mỹ Nhân rồi. Thì sử dụng nó cao lắm, có giá cao lắm. Giá vé mà Giang Sơn Mỹ Nhân, quên, cái giá vé chung yêu diện bên Việt Nam đã 2 triệu rưỡi rồi. Còn cái giá vé Giang Sơn Mỹ Nhân là cái giá vé rất là phục tử luôn. Như bà thủ quỹ nói vậy đó. Dạ, là muốn cho tất cả mọi người không có phải suy tính về cái đồng tiền, vẫn được đến để mà xem Gia Sơn Mỹ Nhân ban tổ chức ở tại Pháp mời nguyên cái đoàn từ miền Nam sang biểu diễn. Còn bên cạnh đó đó là in để mà gây quỹ in đại tạng kinh theo tâm nguyện của Hòa Thượng Tịnh Hạnh. Cho nên là rất là đặc biệt luôn, chưa có bao giờ mà có giá vé mà gọi là còn từ như vậy gì chứ còn từ. Thì, đi đâu cảm ơn bà thủ quỹ bà thủ quỹ và bả lên cái giá vé cao đó thì làm mọi người chứ không chịu khổ rồi đó. Cảm ơn bà thủ quỹ. Nhưng mà có một số vị không đến được do đám khuya hay gì đó thì gọi cũng như là cái này nó cái mục đích cũng không phải là hẳn là để coi cái đường và mà cũng là cả hai luôn, vừa được và vừa được cúng dường và vừa được thưởng thức. Bây giờ Ngọc Huyền cần cái sự share mạnh của quý vị với cái chương trình Giang Sơn Mỹ Nhân tại Paris ngày 3 tây tháng 6 là một tuần nữa đó quý vị ơi. Thì quý vị ơi ráng share mạnh giùm Ngọc Huyền nha, để không chỉ là khán giả tại Paris thôi mà các vùng cả nước Pháp cũng lái xe về Paris hưởng cái nắng hè đẹp của Paris. Rồi bên cạnh đó là từ Áo nè, Đức nè, Ý, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Đan Mạch những Bỉ luôn, chạy về nha, chạy về Paris nha, để thưởng thức một chương trình văn nghệ rất là đặc sắc và đầy đủ ý nghĩa nhất có thể nói là trong năm nay, trong hè năm nay nha. Cảm ơn cả nhà thật nhiều, xin cảm ơn. Wow, trời đồ chay ngon tuyệt vời luôn.
Giờ chơi nha. Khí. Khí. Dạ. Múc khí. Để trường múc hết nè. Em đợi mấy đàn cam hàng. Đó là anh Khôi làm á. Cái này Khôi làm á, giỏi gì Khôi. Đâu nào Khôi làm đâu. Dạ cái món này, món là pizza mini. Pizza mini nè. Món này đó là ăn cơ biết luôn Khôi. Mỹ phẩm Super Size Cosme Heal là siêu căng bóng, siêu mịn màng, tái tạo, phục hồi, cải thiện mọi vấn đề về da, giúp da trẻ khỏe, căng bóng, chống lão hóa da, chống oxy hóa trong da, se khít lỗ chân lông, mịn màng, giảm mụn, giảm nám, giảm thâm, giảm đồi mồi và trị dứt luôn các mụn cám. Thưa quý vị, với hai sản phẩm đặc biệt giúp giảm nám, giảm thâm, giảm đồi mồi, chống tàn nhang, chống oxy hóa trong da, chống lão hóa da, ngăn ngừa những mầm mống bệnh ung thư của da, chúng tôi có trong uống Everglow Healthy White và ngoài thoa kem mặt nạ ban đêm, kem ngủ Shine White Overnight. Thưa quý vị, Everglow Healthy White chống nắng nội sinh và ngoại sinh, bên trong lẫn bên ngoài, giúp da của chúng ta săn chắc, nâng cơ, khỏe mạnh, chống lão hóa da, chống oxy hóa trong da, chống nếp nhăn, giảm nám, giảm thâm, giảm tàn nhang, giảm đồi mồi, và giúp da của chúng ta săn chắc, khỏe mạnh hơn thế nữa, giúp cho chúng ta làm giảm bệnh, mất trí nhớ và tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể trong mùa dịch tăng cao này. Shine White Overnight, kem mặt nạ ngủ ban đêm 5 trong 1, giúp da chúng ta sáng trắng, săn chắc, khỏe mạnh, làm đẹp bên ngoài lẫn bên trong biểu bì da để tống đi hết những nếp thâm nám sạm trên da của chúng ta quý vị nhé. Everglow Healthy White 75 mỹ kim và Shine White Overnight 80 mỹ kim.